Thế gian mặt pháp lắm người tu, đúng sai đảo loạn đâu thực giả. Một lời cảnh tỉnh hậu nhân ký, danh vọng chẳng bằng đắc pháp chân. Câu chuyện hôm nay sẽ cho chúng ta thấy, có những thứ thực sự còn quan trọng hơn cả vật chất trên thế gian mà nhiều người vẫn đang theo đuổi. Lời cảnh tỉnh của một vị thiền sư dành cho thế gian trước khi lâm chung. Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Xưa có một vị thiền sư, dù rằng một đời gọi là tu luyện, nhưng ông lại đang mắc phải bệnh nan y. Bản thân cũng biết rằng mình không còn bao nhiêu thời gian nữa. Một ngày nọ, vị thiền sư nói với bạn của mình rằng: cả đời tôi đắm chìm trong hư danh, tuy bề ngoài có tiếng tăm, cũng xuất bản sách, cũng có người theo tôi học Phật, nhưng tôi biết rõ mình chưa giác ngộ, cũng chưa tìm được chân ngã của mình. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, tưởng mình thông minh mà hóa ra lại bị thông minh hại. Người bạn nói: các bậc tôn sư xưa này chẳng phải có người cũng đắc đạo trước lúc lâm chung đó hay sao? Ông đáp: đó là người đại căn khí, đã buông bỏ được vạn duyên, tâm hồn thanh tịnh, không giống người tiểu căn khí như tôi. Cả đời này tôi vì rất thông minh và lắm tài nên mới có nhiều thứ không thể buông bỏ được. Bây giờ dù biết rõ là chết sẽ đi về đâu, nhưng vẫn còn luân hồi trong tam giới. Kiểu tu hành qua loa như tôi mà so sánh với việc đắc đạo, khai ngộ hoặc tìm được chân ngã thì hãy còn xa lắm. Người bạn lại hỏi: thế sao gần đây ông tinh tấn tu luyện vậy? Thiền sư đáp: tôi muốn một lòng sám hối những nghiệp chướng đó, tịnh hóa từ trong tâm. Tôi sám hối cho những nghiệp chướng đã tạo ra, sám hối cho những việc làm sai trái mà tôi đã phạm phải, sám hối bản thân đã không tận hiếu, đã làm tổn thương người thân bạn bè, sám hối những lời dối trá với đồng môn. Ông nói trong nước mắt: một người trước khi lâm chung mà thành tâm sám hối chính là buông bỏ gánh nặng, nhẹ nhàng mà lên đường. Nói xong, ông nhờ người bạn lấy ra một quyển sách cao khoảng 1 mét đem đốt đi. Người kia không đành lòng, nói rằng: đây là tâm huyết cả đời của ông, có bao nhiêu nhà xuất bản muốn mua bản thảo này, ông đành lòng đốt thật sao? Thiền sư đáp: những cái này không có giá trị gì hết, không đốt đi thì để làm gì? Tôi đã không đắc đạo, những lời giải thích loạn bậy Phật pháp kia đều sẽ là ma chướng. Đốt nó đi để tránh thế hệ sau lầm đường lạc lối, cũng là để tránh tăng thêm tội lỗi cho bản thân. Tôi chưa tìm được chân ngã thì hết thảy những gì nói ra cũng chỉ là chuồng cáo hoang. Ông muốn tôi bị sa vào địa ngục sao? Yên lặng một lúc, ông lại nói: tôi cả đời thuyết pháp giảng kinh, biện luận thị phi, bởi vì không đắc đạo, không thấy được chân tướng, nói lời lộng ngôn, luận giải bất chính. Giờ đây tôi bị báo ứng, mắc bệnh tại khoang miệng, thực quản và dạ dày. Vừa châm lửa đốt sách, thiền sư vừa nhắc nhở người bạn: khẩu nghiệp là điều khó sám hối nhất. Một đời tôi giảng kinh thuyết pháp, ăn nói sằng bậy, nói điều không đúng về người khác, khẩu nghiệp chất cao như núi. Một tháng cuối đời này là để tôi sám hối trước lúc rời đi. Người bạn gặng hỏi: ông sắp phải đi rồi, ông có lời khuyên hay cảnh báo gì cho tôi không? Thiền sư nói: nếu ông muốn biết con đường tương lai thì chỉ cần tĩnh tọa nhìn vào trong tâm của mình thì sẽ rõ. Kinh nghiệm cả đời của tôi có thể nói với ông rằng: thứ nhất,
nếu như bản thân không đắc đạo, không khai ngộ, không tìm thấy chân ngã, thì nhất quyết không được làm thầy người ta. Làm như vậy là sẽ hại người khác, dẫn người ta đi sai đường. Tôi đang phải chịu báo ứng chính là như vậy. Thứ hai, nếu ông đã khai ngộ, tìm được chân ngã, thì vẫn cần vững chuyện tu hành, không được buông lơi. Thứ ba, không được coi thường con người, dù là sau này cũng vậy. Dù họ có nhận thức nông cạn về Phật Pháp hay không hiểu đi chăng nữa, cũng không nên cười nhạo người ta mà tự chuốc lấy báo ứng, bởi vì nhân loại là không một ai tầm thường cả. Có thân người thì ai ai cũng đều có cơ duyên tu luyện. Nếu người bị ông cười nhạo sau này tu hành đắc đạo, trở thành một vị Phật, thì chẳng phải ông đã đắc tội với Phật rồi sao? Đạo lý này tôi hiểu, nhưng vì kiêu căng tự mãn nên tôi đã tạo nghiệp rất nhiều. Hãy một lòng lắng nghe và nhìn vào bên trong bản thân mình, trí huệ sẽ tự sinh ra mãi không ngừng. Tôi trước đây rất thích tranh luận đấu đá với người ta, lấy ngòi bút làm vũ khí. Kết quả thân đầy bệnh tật, tội nghiệp thật quá sâu dày. Dứt lời, những giọt nước mắt ăn năn không ngừng tuôn. Ông quay sang dặn kỹ người bạn rằng nhất định phải ghi nhớ những lời ông nói. Một tháng sau, vị thiền sư đã thực sự ra đi vào đúng cái ngày mà ông dự tính.